Trời ơi, con gái của tôi thì hết sức nói rồi. Ra đây, nhanh lên, ra đây, bước ra đây. Gì vậy ba? Ngồi bên kia, ngồi xuống. Nhanh. Không thể nào tin nổi. Tại sao trong trong cái cặp đi học của con có cái buka sao? Đó là cái bao cao su mà ba. Trời ơi. Do tuần trước á, con đi chơi với lại bạn. Trong nhà văn hóa á, nó có hội thảo tuyên truyền về sức khỏe sinh sản. Người ta có phát cái bao cao su. Ừ, nếu như có phát thì cũng không tính lược mà phát cho con gái đó. Để học về vai trò của nó trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản đó ba. Cái chuyện đó thường thường là để cho đàn ông người ta tìm tòi. Mình là phụ nữ mà nhất là con gái mới lớn nữa. Lỡ như mà bây giờ người ta phát hiện rồi người ta đánh giá con thì sao? Con gái tụi con cũng cần nên biết những cái thứ đó để bảo vệ sức khỏe sinh sản của mình mà ba. Cô còn nói cái gì nữa? Cô mới có học cấp 2 à mà. Trời ơi, học cấp 2 mà cô còn nhỏ, con lo học tập. Còn ba cái bậy bạ này, làm ơn làm phước, đừng có tìm hiểu nữa nghe chưa. Đi vô tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Ba suy nghĩ vậy con biết nói sao luôn á. Nói gì nữa hả? Nói gì nữa hả? Đi vô nhanh. Con lấy chán vô. Trời ơi trời ơi trời trời. Nó còn chả che của tôi nữa thiệt. Nuôi đứa con khó khăn cực khổ như vậy. Chết tôi rồi. Xem xong tình huống này Vân cũng hơi lo lo. Sau đó thì ông bố sẽ giải quyết với con gái như thế nào đây? Xin mời ý kiến của các khán giả ạ. Mời em. Em không đồng ý với cách nghĩ của người bố trong tình huống trên. Tại vì phụ huynh của chúng ta không thể nào mà kiểm soát được lứa tuổi này khi mà chúng đang yêu. Trang bị là cách tốt nhất để con gái tự bảo vệ bản thân của mình. Thêm một ý kiến nữa ạ. Mời chị ạ. Vân nghĩ ở cái lứa tuổi dậy thì là rất quan trọng để người lớn mình giáo dục về sức khỏe sinh sản cho các con. Cho nên vấn đề mà tìm hiểu về bao cao su á, thì cũng rất cần thiết cho con trai và con gái. Cảm ơn chị, em cũng đồng ý như vậy ạ. Thêm một ý kiến nữa từ khán giả đi ạ. Mời anh ạ. Tôi rất là đồng tình với nhân vật 4 vì việc mà tìm hiểu về bao cao su á, là vấn đề của con trai. Còn con gái mà tìm hiểu á, tôi thấy rất là kỳ. Lỡ mà người ngoài có nhìn vô mà thấy á, thì nói này nói nọ thì không hay cho lắm. Dạ. Đó là ý kiến của các khán giả. Rõ ràng là đúng là nó cũng hơi kỳ thật. Nhiều khi dễ bị hiểu lầm. Theo miêu tả thì bé có vẻ như mới tầm cấp 2 thôi. Duy nhớ không lầm là lúc mà đi học cấp 2, năm lớp 8 là bắt đầu trường cũng đã có tổ chức những cái lớp dạy về giáo dục giới tính rồi. Mà phát hiện trong cặp của con mình có mấy cái bao cao su như vậy thì cái phản ứng của Duy như thế nào? Chắc chắn là cũng không thể nào đứng ngồi yên được. Nếu như mà mình càng làm một cái tình huống nó bị căng thẳng lên giống như vậy thì con nó, nếu như nó có một cái chuyện gì nó cũng sẽ không dám chia sẻ với mình. Với Duy, một cách bảo vệ con tốt nhất là nên vaccine cho con, đó là cho con biết được cái điều đó như thế nào để con tránh né. Thì vì nữ hay nam gì thì đều có quyền được biết về vấn đề giáo dục giới tính. Với lại tuổi tầm cỡ lớp 9, 14, 15 tuổi là thực ra là nhiều bạn là có rung động đầu đời rồi. Nếu cái tình cảm đó nó chỉ ở cái mức đó thì không sao. Nhưng mà các bạn có thể là muốn tìm hiểu thêm về cơ thể của nhau hoặc là gần gũi nhau. Thì thực sự lúc này mà cha mẹ không đồng hành ha, trời đi luôn á. Chị ơi em run hết này, nãy giờ em nổi hết da gà. Ngày xưa mình không có phát triển sớm và yêu sớm như bây giờ đâu. Bắt đầu bây giờ mình cảm thấy như là cái sự cởi mở với lại cái sự mà tràn lan trên internet, các ông có thể tiếp xúc với những cái điều đó rất là dễ dàng và có thể tự chủ động tìm hiểu những cái điều đó. Và cái xu hướng các bé là bây giờ là yêu sớm, muốn tìm hiểu những cái chuyện đó sớm hơn mình ngày xưa. Mình nên trò chuyện với con, theo sát con mỗi ngày, những cái chuyển biến dù chỉ là nhỏ nhất của con thôi để mình có thể mình xử lý kịp thời. Nhưng mà mình nghĩ là con gái mà nói chuyện với ba có vẻ như là có sự kết nối hơn là nói chuyện với mẹ nữa. Đúng rồi. Nhưng có thể là mẹ sẽ rất là dễ rối trong cái trường hợp này. Vậy thôi ông bố. Hả? Ông bố Hoàng Duy giải quyết vấn đề luôn. Bây giờ mình nói không đâu có được. Mọi người cần biết coi là nên xử trí như thế nào. Nhưng vấn đề là bây giờ con Duy vẫn còn trẻ quá. Tất cả mọi thứ Duy đang nghĩ nó vẫn chỉ đang là một cái khái niệm thôi. Bây giờ có con lớn luôn, có bé Bảo Hơn hồi nãy. Con anh Lê Nam bây giờ bé sẽ trở thành con của đó Hoàng Duy. Ok, mình sẽ cố gắng trong khả năng. Được mà, mọi người cổ vũ cho Hoàng Duy. À, lúc nãy ba kiểm tra trong cặp của con á, ba có thấy ba cái bao cao su, có chuyện gì ba chưa biết về cái này không con? Không, thực ra thì ba chỉ đang muốn trao đổi với con, ba muốn hỏi với con thôi, đâu có vấn đề gì đâu. Con có thể chia sẻ với ba nhiều hơn về cái vấn đề này được không? Do tuần trước á, con đi chơi với lại bạn, trong nhà văn hóa á, nó có hội thảo về sức khỏe sinh sản. Và giáo dục về cho con những cái gì con có thể nói cho ba biết để ba yên tâm hơn được không? Học về vai trò của nó trong việc bảo vệ sức khỏe sinh sản sau này. Thế thì con có biết tại sao ba cảm thấy lo lắng và ba phải gọi con ở đây để hỏi về vấn đề này không? Dạ biết. À, tại vì ba sợ con làm những cái chuyện vậy đó bạn. Cái vấn đề quan trọng đầu tiên là vì con là con gái của ba. Ba rất là yêu thương con.
và ba không muốn con bị bất cứ một cái gì đó tổn hại cho con. Ba muốn hai cha con mình luôn luôn sẽ gần gũi, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Con có ba cái bao cao su thì thực sự ra là ba cũng hơi bị sốc, nhưng mà ba luôn tin tưởng con. Cho ba hỏi một điều nữa thôi, thế thì qua cái vấn đề con đã được học về cái chuyện đó thì con cảm thấy như thế nào? Con cảm thấy là tiếp thu được nhiều kiến thức, mình có thể biết được sâu bên trong về vấn đề, về vai trò của bao cao su. Yeah, rất là tốt. Vì thực ra thì ở cái độ tuổi của con thì ba nghĩ con cũng đã cần để được biết những cái để bảo vệ cho con, để cách cho con có được một cái cuộc sống nó lành mạnh hơn. Và quan trọng hơn là con sẽ biết cách con tránh né, vì ở độ tuổi của con thì cái nào phù hợp với con và cái nào chưa phù hợp với con. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. À, ba hy vọng là hai cha con mình vẫn sẽ luôn tương tác, và có bất cứ một cái vấn đề gì trong cuộc sống của con thì con có thể hỏi ba hoặc tâm sự với ba được không? Dạ được. Ok, ngoan nhá. Ok con gái. Dạ. Ủa, đi học diễn xuất hồi nào vậy? Thực sự là vừa nói mà vừa run á. Không, nhưng mà cái cách Hoàng Duy nhìn rất bình tĩnh. Là giả định. Đây, tại vì đây là tình huống không có thật. Chứ nếu mà thử lúc đó có thật là không biết như thế nào luôn á, đừng có đùa. Thì giống như là bạn của con vậy. Đúng rồi. Nếu như mà chúng ta hành xử được như vậy á, thì Vân nghĩ là con chúng ta sẽ dám mở lòng để nói chuyện. Theo các bạn, nếu mình không dạy thì trẻ nó có biết bao cao su hay không? Có khả năng là vẫn biết. Em vẫn nghĩ là biết đấy. Em nghĩ là biết. Và có một câu chuyện thế này là phụ huynh chở con bé 8 tuổi là học lớp 3 ngoài sau lưng. Hỏi, mẹ ơi, cái bao cao su để làm gì mẹ? Trời ơi, tưởng tượng con Duy mà hỏi thế thì sao? Gì vậy con, hỏi gì tầm bậy vậy? Nói sao vậy mẹ, con thấy trên cửa hàng nó bán kìa. Vậy là hằng ngày trẻ thấy đọc vô mắt trẻ cái bảng chữ bao cao su rồi. Vậy điều thứ nhất tôi thấy các bạn vừa trả lời là cho dù mình dạy hay không dạy thì trẻ cũng vẫn biết đó thôi. Còn biết tới đâu thì mình chưa nói nha. Rồi việc thứ hai các bạn nói là để cho nhà trường dạy, mở cặp con ra thấy cái bao cao su quá hoảng hốt. Vậy các bạn có nghĩ rằng là để mình không hoảng hốt đó thì mình dạy nó trước nhà trường luôn không? Ừ. Cũng có khả năng. Nhưng mà từ tuổi nào thì theo các anh chị, theo mọi người thấy cái vấn đề là tất cả bọn em vẫn đồng tình với cái việc là sẽ giáo dục con, nhưng mà chỉ vấn đề là cái thời điểm nào là cái quan trọng nhất thì tụi em thực sự là hơi bị rối ở trong cái vấn đề này. Đó, chính bản thân chúng ta luôn gặp khó khăn ở chỗ là về mặt quan điểm thì chúng ta luôn khẳng định là đợi đến nhà trường dạy mình hoảng hốt thôi thì mình dạy trước là mình đồng ý. Nhưng mà về cách thức và kỹ năng là chúng ta đang rất là hạn chế. Yeah. Và phần lớn các bố mẹ đều như thế. Thực ra chúng ta đều hiểu rằng là khi trẻ dậy thì là tuổi vị thành niên á. Yeah. Dậy thì nghĩa là trẻ có khả năng sinh sản. Con trai bây giờ có khả năng làm bố, con gái có khả năng làm mẹ. Vậy bao cao su cái công dụng chính thứ nhất của nó đó là để phòng tránh thai, tránh những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục. Ở bên nước ngoài á, họ dạy cho trẻ cái điều đó để trẻ bảo vệ trẻ. Nếu trong những thời điểm chẳng đặng đừng mà nó xảy ra chuyện quan hệ tình dục thì buộc phải sử dụng tới cái bao cao su. Kể cả phụ nữ, người lớn cũng được hướng dẫn. Trong giỏ mình ngoài những cái vũ khí có thể chống lại cái kẻ mà xâm hại mình thì đồng thời còn có bao cao su để làm gì? Để giữ cái mạng sống của mình. Cái kẻ kia nó chỉ muốn hiếp dâm thôi, chứ nó không có muốn giết mình. Yeah. Nhưng mình phản kháng quá thì nó sẽ giết mình chết. Nhưng mà khi nó đã hiếp dâm mình thì để an toàn hơn cho mình thì đành phải đưa cái bao cao su cho nó. Những cái điều này đó tôi đã được học ở các cái chuyên gia của Quỹ Dân số Thế giới, từ một cái dự án từ năm 1994. Và cái năm mà tôi tiếp cận dự án đó thì cái độ tuổi dậy thì của trẻ trung bình là 13 tuổi. Thì bây giờ người ta đã khẳng định là độ tuổi dậy thì của trẻ là khoảng 10 tuổi. Vai trò của giáo dục là định hướng. Định hướng là đi trước sự phát triển của trẻ. Những trẻ mà cuối tiểu học hiện nay đang được hướng dẫn rất tốt về vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản, cụ thể là ở trẻ em gái á, hướng dẫn về cái cách xử lý khi mà mình có kinh nguyệt. Vậy lúc đó trẻ có kinh nguyệt chưa? Chưa có. Và vì trẻ chưa có cho nên khi người ta hướng dẫn, trẻ nghe, trẻ tiếp thu và trẻ có sẵn phương tiện để phòng vệ ở trong cặp luôn nữa. Cho nên những trẻ gái bây giờ khi mà tiếp cận với kinh nguyệt, trẻ rất là chủ động. Trẻ không hoang mang, sợ hãi, lo lắng, căng thẳng. Ngày xưa tôi học tới lớp 7 tôi mới có kinh nguyệt và rất là sợ hãi với điều đó. Đứa trẻ gái hồi nãy, bé Hân á, nhắc đi nhắc lại là con được học về cái chức năng công dụng của bao cao su. Chứ không có ai dạy trẻ là dùng bao cao su đi con hết. Và chức năng công dụng của bao cao su để làm cái gì? Để trẻ có những hiểu biết đúng đắn và không sử dụng nó vào những cái chuyện mà hồi nãy bạn Hân dùng một từ với ba Duy là chuyện tầm bậy tầm bạ. Thì chúng ta dạy cho con biết bảo vệ bản thân mình bằng việc là nói không với những mối quan hệ đó, chứ không phải là hướng dẫn con phương tiện để bảo con sử dụng đi. Vậy quan trọng là cái cách, cái nội dung chúng ta trao đổi với trẻ thôi.
Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải kiểm soát trong cái việc là trẻ thu nhận những cái thông tin gì hàng ngày, trẻ sử dụng những cái máy tính bảng hay điện thoại thông minh á, có rất là nhiều những cái trang nó nhảy vô những cái đường link mà phải nói là hoảng hốt khi mình nhìn thấy luôn. Và mình sẽ không để cho trẻ tiếp xúc với những hình ảnh như vậy từ quá sớm. Còn nếu như mà đã lớn hơn rồi thì phải là những hình ảnh về cơ thể con người, nhưng phải là ở khía cạnh khoa học. Rồi việc mà dùng từ ngữ, những cái từ mà nhạy cảm, những cái từ thô tục á, chúng ta phải lưu ý. Mầm non đầu tiểu học thì mình sẽ dạy về phân biệt trai gái khác nhau về cơ thể, những cái vùng nhạy cảm trên người chúng ta để không làm tổn thương. Rồi lớn hơn trước tuổi dậy thì ta phải dạy trẻ về cơ chế của sự dậy thì. Mà đến dậy thì mang thai cho nên phải dạy trẻ trong tuổi dậy thì là phải dạy về cơ chế mang thai, dạy về những cái cách để phòng vệ, tự vệ. Và lớn hơn nữa, cuối trung học cơ sở, đầu trung học phổ thông thì chúng ta còn phải định hướng trẻ sẽ là những người đàn ông, những người đàn bà có trách nhiệm trong cuộc đời để tiến tới cái quan hệ tình dục an toàn. Mà an toàn nhất là trong hôn nhân của họ, đem lại hạnh phúc cho họ. Các bố mẹ nên siêng đọc sách một chút. Thì mỗi cái độ tuổi có những nội dung khác nhau, hãy tận dụng những cái phim ảnh khoa học trên các trang mạng và các tờ báo, các quyển sách có uy tín. Đừng có quá máy móc, đừng có quá khiên cưỡng, đừng có làm lố lên, nhưng mà cũng không thể nào vờ như là không biết. Ở nhà của Phượng thì cũng quy định rất là rõ ràng, anh Phúc sẽ là người nói chuyện và trao đổi với bé trai. Em thì em hay nói với con là thật ra thì con trai và con gái lúc nào mình cũng phải có một cái khoảng cách. Thay đồ mình cũng thay ở một cái khu riêng, nói chung là chúng ta phải chủ động. Cảm ơn các khách mời rất là nhiều đã cùng đóng góp ý kiến để chúng ta có một buổi học thực sự hữu ích.